Akatena apisa vata chaku karani yana karani upasamaya apinjaya sambodhaya nithanaya samvata dihitangu panapika kave ariya sachang Bitukamaranam bitukam soka paritevato ato amana supaya sa bituka apiyehi sampayo ako ato ko apiyehi vipayo ako ato ko yam piyam nalapatitam bitukam sangki Tena papatana kanta dukha idam kopana bhikkhave dukha samutayo ariya satyam jayam tanha pono pavikananti raka sahakata tata tatra pinanti nisayati tangkama tanha pavatanha Vipavatanha idam kopanapikave dukha niroto ariya satyam yotasa yeva tanha ya asesa viraka niroto jako patinisako moti analayo idam kopanapikave dukha niroto kami Nipatipata ariya satyam ayameva ariyo atam tiko amako sayati tam sammati ti samma sankapo samma vaca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma Itang thukhang ariya satyam dime bhikkhave bhuppe ananu sute sutamme sucakkhum uthapadiyanam upadipanya uthapadivicca uthapadialoko uthapadi Tang ko panitang dukhang ariya satyang parinjaye bhikkhave bhuppe ananu sute sutamme sucakkhum uthapadiyanam uthapadipanya uthapadivicca uthapadialoko uthapaditang ko panitang dukhang ariya satyang parinjatanti me bhikkhave Bhuppe ananu sute sutamme sucakkhum uthapadiyanam uthapadipanya uthapadivicca uthapadialoko Itang saranti me bhikkhave bhuppe ananu sute sutamme sucakkhum uthapadiyanam uthapadipanya uthapadivicca uthapadialoko uthapaditangko panitang dukkha samutayo ariya satyam pahatappanti me bhikkhave bhuppe ananu sute sutamme sucakkhum uthapadiyanam uthapadipanya uthapadivicca uthapadialoko uthapaditangko panitang dukkha samutayo ariya satyam pahinanti me bhikkhave
กุปิอนันโนสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุยะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào tất cả quý đạo hữu. Và từ hôm nay là ngày thứ hai, 7 tháng 12 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mới đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisajane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang phante tisajane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyambi mayang phante tisajane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Buddhang saranam gacchami. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bhata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacariya Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachappamma Dathana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapujana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới. Vikalapojana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca ghi ta và đi ta bi su có đất sanh mà là gần thập bi đề bá đa thà ra na mạnh đa na vi phu sanh thà na về ramani sẽ khả bà đằng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca gita wa gita visu kadasana ma la gan tawi le panatha chana man dana vifu sanatha na we chamani sikha padang samma diya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Úc trà sê gia nà ma hà sê gia nà quê ra ma nì sê khả bà đăng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Úc trà sê gia nà ma hà sê gia nà quê ra ma nì sê khả bà đăng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Y mang a thang ga sam man na ga tang putha pan nhat tang u po sa thang im han cha ra tin im man cha di wa sang sam ma de wa a phi ra kit tum sam ma di ya mi chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani athasikha padani uposasi valasena iman jaratan iman jadivasang satukang katawa apamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên như vui. Imani atha sikha padani uposi valase na iman jaratan iman jadiva sangsa apamadena sammar kitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên như vui. Imani atha sikha padani uposi valasena iman jaratan emyang disipa sangsa thukang katawa apamadena sammarakitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên với vui. Dạ thưa đạo tràng, còn nghe con không à? Dạ, dạ con nghe con. Dạ thưa con không nghe gì được hết. Giờ ghi nghe rõ mà sư nó là lần dạ, sư có nghe rõ dạ.
Imani atha sikha badane ubo sasi valasena iman jaratan iman jidevasang satu kang katawa apamadena samma rakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hạnh chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chăng nên với vui. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ con xin điền khuyết cho Huệ Ngọc. Dạ con, nãy giờ con cũng té lên rớt xuống. Dạ con xin sám hối đạo tràng. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Vì y Phật bảo tự ăn, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vọc tròn niềm sám hối, nhân sớ hành nằm lỗi vô minh. Tự thân cầu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Vì y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tạc thành thẳng duyên. Gieo năm vật tròn niềm sám hối, nhân sớ hành lầm lỗi vô minh. Tự thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật tăng. Ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Vì y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tạc thành thẳng duyên. Gieo năm vọc tròn niềm sám hối, nhận sợ hành lầm lỗi vô minh. Tự thân thầu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung. Quát tu sắp mang lăng rác khăn tu sắp bê đê quát tu sắp bà bù đa nơ phá quê nơ sa đa sò thị phong quanh tu tê bà quát tu sắp bà mang lăng rác khăn tu sắp bê đê quát tu sắp bà tham ma nơ phá quê nơ sa đa sò thị phong quanh tu tê bà quát tu sắp bà mang lăng rác khăn tu sắp bê đê quát tu sắp bà sang kha nơ phá quê nơ sa đa sò thị phong quanh tu tê. Tất hạnh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan cả giới đến hàng Phật tử của chúng con. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và chúng con cũng xin sám hối với đạo tràng. Và con Huệ Ngọc té lên rớt xuống, chúng con có điều gì sơ thất, con kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Và con xin tiếp tục chương trình ạ. Dạ, cảm ơn Châu Khoan, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng Internet qua bao thóp, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày
7 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 18, kinh văn từ bờ mê sang bến giác, học Phạn ngữ tức từ trong câu đơn giản sẽ do Ngài Tỳ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, và Nam mô Sang Khai. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Tôn Đức, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về Phạn ngữ Pali. Gồm có hai phần, phần kinh văn, một trích đoạn, một phần một vài câu ở trong bản kinh Trung Bộ số 65. Và cái phần hai là cái phần văn phạm. Và văn phạm hôm nay chúng ta học về cú pháp Pali và câu đơn giản. Trong kinh văn chúng ta học ngày hôm nay thì nó không có nhiều về một câu đơn giản, không có nhiều để chúng ta dẫn chứng. Đây là chỉ một mạch văn của bài kinh. Chúng ta học để chúng ta biết nghĩa và chúng ta tụng đọc cho nó đúng thôi. Sau khi trình bày thì Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho quý vị hôm nay. Chúng ta đổi cái chương trình lại một chút, là chúng ta học về kinh văn trước rồi học văn phạm sau, để chúng ta tiện làm bài tập. Khi mà chúng ta đọc một đoạn kinh văn, chúng ta cần chú ý những danh từ Phật học với những tính từ đi kèm. Hoặc là những danh từ đồng trạng, Kamatharaya, không phải là tính từ nhưng mà danh từ đồng trạng cũng được. Trong kinh văn ít có xài động từ lắm thưa quý vị. Ở trong kinh tạng thì còn có xài động từ, luật tạng có xài động từ. Nhưng mà ở trong tạng, mạch văn của tạng Diệu Pháp thì chỉ có xài
danh từ, quá khứ từ, danh từ tỉnh từ, trạng từ, liên từ, quá khứ nguyên từ, hiện tại phương từ, chỉ vậy thôi. Như cái kinh văn ngày hôm nay, Sukha Bhikkhu Akibhusna Vedana Anicca Sankhata Paticca Samuppanna Kaya Thamma Vaya Thamma Viraga Thamma Nirodha Thamma. Ba đoạn sau kế tiếp chuẩn bị Dukkha Bhikkhu Akibhusna Vedana Anicca Sankhata và tiếp chế sự bất phân na cái giật tham ma với giật tham ma ra giật tham ma ni ro tha tham ma và trong đoạn thứ ba thì cũng tương tự adukhamasukha pikho akwe vesna vedana anicca sankhata và tiếp chế sự bất phân na cái giật tham ma với giật tham ma ra giật tham ma ni ro tha tham ma. Ba cái đoạn này chúng ta thấy là nhiều, nhưng mà thực ra thì cái người học cái liên dễ lắm. Không phải là chúng tôi nói để dụ quý vị học đâu. Thật sự là nó dễ, bởi vì cái chánh văn chánh tạng Pali thì Đức Phật này dùng cái từ rất là đơn giản. Và cái lối mà Ngài cấu trúc câu cũng đơn giản. Chỉ có Atthakatha chú giải hay là Tika hậu chú giải, hậu sớ giải thì mạch văn bắt đầu hơi cầu kỳ một chút vậy thôi. Thì bây giờ ở trong ba cái đoạn này thì chúng ta cần học cái chữ gì? Sukha Vedana, Dukkha Vedana, Adukhamasukha Vedana. Đó là chúng ta học cái danh từ Sukha Vedana, tức là thọ lạc. Thọ Vedana là danh từ nữ tánh, do đó cho nên chữ Sukha Vedana. Dukkha Vedana nó cũng đi theo là thọ khổ. Adukhamasukha Vedana tức là Adukhamasukha. Thành ra Adukhamasukha Vedana tức là thọ phi khổ vì lạc. Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ vì lạc thọ. Cái chữ ít khô là những khô chỉ là một cái tiếng đệm từ, nó không có nghĩa. Nhưng mà chữ ít thì nó là một cái giới từ cũng có nghĩa là cũng có. Nó có nghĩa như vậy, cũng có hay cũng là. Còn chữ ác quý với sinh nát là một cái họ, một cái tên gọi thông thường mà Đức Phật Ngài gọi cái vị du sĩ này gọi là Akibhusna Vata. Vata thì Đức Phật Ngài gọi là Akibhusna. Cái danh từ đặc biệt mà Ngài dạy, Ngài dùng để gọi cái vị du sĩ thờ lửa đó, du sĩ ngoại đạo đó,
mà xài theo cái hô cách này ác nhất với sinh chúng ta học ba từ đó rồi, bây giờ chúng ta học cái nhóm từ chung. Anicca là vô thường, Sankhata là bị tạo tác hay là hành vi, và tính chất sẽ một phần nào là y tương sinh hay là ở đây khi mà ngày dịch là do duyên sinh đó. Chữ do trong trường hợp này ngày xài chữ có tính chất, nhưng mà nếu mình nói do duyên sinh có đôi khi á, người ta sẽ hiểu lầm cái mạch văn là sử dụng cách. Bởi vì cái chữ Samuppanna nó đồng cách, đồng tính đồng số với Anicca Sankhata. Ở đây Paticca Samuppanna, nếu mà xài cái từ riêng đó, thuật ngữ riêng thì có nghĩa là duyên sinh, như là vô minh duyên, hành hạnh thức vân vân, hay thập nhiệm nhân duyên. Nhưng mà ở đây thì Paticca Samuppanna đó thì phải hiểu là Sukha Vedana là thọ đó, nó sanh khởi tùy thuộc, nó sanh khởi tùy thuộc, hay gọi là y tương sinh, là nó sanh khởi nó vừa phải dựa vào do cái năng duyên có mặt, cho nên thọ lạc thì mới là sở duyên mới có mặt, cho nên gọi là Paticca Samuppanna. Chúng ta tùy theo trường hợp, ở đây chúng ta phải xài tùy theo trường hợp, chứ chúng ta gặp cái chữ quen quen đó rồi chúng ta cứ dịch thập nhị nhân duyên là sai đó. Ở chỗ này không có thịt thập nhị nhân duyên được, mà chúng ta phải xài chữ sanh khởi tùy thuộc hay là sanh khởi do duyên. Khách cho tham ma, chữ tham ma trong trường hợp này, khách cho tham ma sau dịch với cái tham ma vi ra cái tham ma vi ro tha tham ma, chữ tham ma trong trường hợp này chúng ta không xài cái chữ pháp, mà chữ tham ma trong cái này là tính chất, cái tính chất khai giác tham ma là cái tính chất đoạn diệt. Với cho tham ma tính chất hoại, hư hoại, quý ra cái tham ma là suy tàn. Chỗ này chúng ta không thể nào chúng ta dịch là ly tham được, mà chúng ta phải nói là nó lìa, suy sụp, gọi là suy tàn. Cái chữ Nirodha Dhamma là cái tính chất nó bị tiêu diệt. Những cái từ Anicca, Sankhata, Paticca Samuppanna, ba từ đó để chỉ cho cái thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ vi lạc. Ba thọ này vốn là vô thường, bị tạo tác, sanh khởi, tùy thuộc. Cái tính chất nó là hoại, hư, lìa, diệt. Chúng ta xài ba bốn từ khai giác, quả giác, như ra gác, như rô thác, giải bốn tự thôi. Cái tính chất quại, tính chất hư, tính chất lìa,
tính chất diệt. Chúng ta xài như vậy. Thì ở đây phân tích từ là phân tích như vậy để cho chúng ta hiểu, nhưng mà cái bản dịch của chúng ta này ác biến với sanh lá, lạc thọ là vô thường, là hữu vi, do như sanh bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này ác biến với sanh lá, khổ thọ là vô thường, hữu vi, duyên sanh bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này ác biến với sanh lá, bất khổ bất lạc thọ là vô thường, hồi là hữu vi, do duyên sanh bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Đó là ý nghĩa của cái đoạn ở văn Bali trên. Khi nào mà chúng ta giỏi Bali rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta đọc văn nguyên bản Bali đó, thì tự chúng ta hiểu được ý nghĩa đó. Chúng ta khỏi cần phải nhìn cái bản dịch. Ngày xưa chúng tôi nhớ đó, chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng sau khi học xong đi, những lần đi đến viếng thăm Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì Hòa Thượng nói như thế này: các sư về phải tập dịch, phải uống nước tận nguồn. Cái bản dịch của chúng tôi cũng chưa có ưng ý lắm. Thì thưa quý vị, Ngài nói như vậy, Ngài thật tin tốt. Nhưng mà ở đây Ngài nói cũng có một phần là ý Ngài muốn khuyên. Khi mà chúng ta đọc trong văn bản Bali mà chúng ta tự hiểu, thì chúng ta sẽ ngộ ra cái ý nghĩa pháp rất dễ dàng. Còn khi mà chúng ta đọc vào trong cái bản dịch có đôi khi xài chữ Hán Việt, thì chúng ta không thể hiểu hết. Chữ Bali chúng ta đã bị kẹt rồi, mà gặp chữ Hán nữa thì trên từ Hán thì chúng ta lại bị kẹt nữa. Chúng ta phải mất thời gian để chúng ta tra từ điển Hán Việt, rồi tra từ điển Bali Hán nữa. Cho nên hai ba cũng đoạn. Cho nên chỉ cần chúng ta học thuật ngữ Phật học cho rành, những cái từ ngữ Phật học cho rành như là cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ, phi lạc, tức là thọ xả, rồi anicca là vô thường, sankhata là bị tạo tác, và tichchasuppanna là sanh khởi lệ thuộc hay là sanh khởi tùy thuộc, khayathamma đặc tính là hoại, với cái tham ma đặc tính là hư, vừa ra cái tham ma đặc tính là lìa, lìa rồi tha tham ma là đặc tính là diệt. Chúng ta nhớ cái đó rồi chúng ta áp dụng đó, chúng ta thực hành được cũng dễ cho quý vị. Rồi bây giờ chúng ta qua đến cái đoạn thứ hai đó, cái đoạn kế tiếp là Ê quang bát sanh ác biết quế sinh na sức tổ qua ở rí giác sau cô sức kha giáp biết quê đề na giá đi bình đà tít đức kha giáp biết quê đề na giá đi bình đà tít à đức kha sức kha giáp biết quê đề na giá đi bình đà tít. Thì ở đây đó, Ê quang cạn từ như vậy, chỉ bát sanh á, chữ phát sanh ở đây là hiện tại phân từ phát sanh tác của động từ phát sanh tí. Phát sanh tí có nghĩa là thấy. Phát sanh tăng mà chia chủ cách của hiện tại phân từ, chủ cách số ít là phát sanh. Cho nên cái người học Pali đó phải hiểu, khi mà chúng ta gặp cái chữ bát xăng, chúng ta đừng có nghĩ nó là bát xá rồi chia theo đó cách thành bát xăng. Không nên hiểu như vậy. Mà chữ bát xăng
là chúng ta phải biết từ cái gốc của Passanta là hiện tại phân từ, chia theo đủ cách. Cái này ví như e quan bát sanh là thấy như vậy, sutta qua ariya sau cô, ariya sau cô dịch là thánh đệ tử hay là bậc thánh tinh văn. Cái sau có cá ở đây dịch đúng nghĩa là tinh văn, là bậc tinh văn. Chữ sao có cá, chữ số có nghĩa là nghe, số sao quá, nó biến thể thành chữ u u như là sâu tú là người nghe, mà sao có cá cũng là người nghe, gọi là bậc thinh văn. Thêm cái chữ ariya tức là chỉ cho thánh đệ tử. Thì Sutta túc chia theo chủ cách là Sutta qua. Cái này cái văn phạm hơi cao cấp một chút, sau này chúng ta mới học tới. Nói sau này chứ không biết cho đến năm nào, kiếp nào chúng ta học tới cái loại từ Sutta qua, không biết. Bây giờ học đến đâu thì hay đến đó. Ác kiến về sanh á này, ác kiến về sanh á, với sanh á. Sư tập hòa Ariya Sao và cô, vị thánh đệ tử đa văn, tức là vị thánh đệ tử có học hỏi đó, có học hỏi, chữ này chúng ta dịch là có học hỏi. Ê quan bát sanh là khi thấy như vậy, thấy cái gì? Tức là thấy thọ khổ là vô thường, thọ lạc là vô thường, thọ khổ, thọ lạc là vô thường, thọ phi khổ, phi lạc là vô thường. Dạ, sao thầy? Bây giờ tôi đang giảng bài, thầy có gì nói đi. Dạ. Thịt. Dạ. Nhưng mà bây giờ thế này, cái quyển đó tôi chỉ còn một quyển, thỉnh lên lớp photo nha. Dạ. Xin lỗi quý vị. Vị thánh đệ tử có học hỏi, khi thấy như vậy, tức là thấy lạc thọ là vô thường, khổ thọ là vô thường, phi khổ phi lạc thọ là vô thường, thì như thế nào? Sukhaya viết Vedanaya Nipanati, thời yểm ly hay là sẽ nhàm chán khổ thọ, nhàm chán lạc thọ. Dukhaya viết Vedanaya Nipanati là nhàm chán khổ thọ. Anukama Sukhaya viết Vedanaya Nipanati là nhàm chán phi khổ phi lạc thọ. Ý nghĩa này cũng dễ, chúng ta cũng dễ hiểu. Nhưng mà ở đây chúng ta chú ý là cái động từ Nipanati đó, khi mà nhàm chán cái gì thì cái đó là phải xài số sức cách, là cách thứ năm, Vedanaya, cách thứ năm nữ tánh. Trong cái động từ Pali đó thì khi mà chúng ta xài động từ
bổ túc từ của động từ đó không phải chúng ta lúc nào cũng xài đối cách hết. Những cái động từ nào có tính cách hành động thì là đối cách, nhưng mà những cái động từ mà có tính cách là trừu tượng, tình cảm thì chúng ta phải xài, thí dụ như sợ cái gì đó, nhàm chán cái gì đó thì cái đó phải xài xuất sức cách bằng cho mình người phát tích. Còn nếu mà yêu ai, thương ai, kính trọng ai thì cái đó phải xài chỉ điện cách, cách thứ tư trong tiếng Bali. Học để mà đạt đến cái chỗ này thì chắc cũng hơi khó quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người có duyên, ở kiếp trước mà ở chúng ta ở Ấn Độ gặp thời Đức Phật, chúng ta giỏi Bali rồi đó, thì bây giờ học nó dễ lắm quý vị. Còn hồi trước mình sanh ở cái xứ Maroc hay gì thì bây giờ gặp Bali nữa, chúng ta thấy nó rắc rối, khó. Thì đây cũng là một mẹo văn phạm để chúng ta chú ý. Cái câu này á, thì các vị chú ý cái đoạn này. Sư Tuệ Tri lưu ý một điểm này, dời chữ dùm. Bởi vì trong cái mạch văn của chúng ta đó, e văn bát sanh ác viết quý sanh ác xuất tàu qua ở đây giá sao và cô này ác viết quý sanh ác quý sanh ác. Vì thánh đệ tử có học, có nghe pháp, khi thấy như vậy sẽ nhàm chán lạc thọ, nhàm chán khổ thọ, nhàm chán phi khổ phi lạc thọ, hay gọi là thấy vậy nè Akhi Vesana vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ, yểm ly bất khổ bất lạc thọ, chữ yểm ly tức là nhàm chán. Còn cái câu mà do yểm ly vẽ không có tham dục, cái câu đó được đặt ở cái đoạn Bali dưới nên bình đăng vừa rách cho tí. Cái chữ do yểm ly vẽ không có tham dục, là chúng ta để ở dưới chứ không có nằm ở chung cái câu thấy vậy. Bởi vì Bali ở một nơi mà nghĩa dịch ở một nẻo thì như vậy khiến cho chúng ta khó học. Chúng tôi nhắc lại nè. Dạ đúng rồi, cảm ơn xin. Thấy vậy nè Akusana vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ, yểm ly bất khổ bất lạc, đó là ý nghĩa của cái câu Bali này thôi. Bây giờ dời cái câu do yểm ly vẽ không có tham dục dời xuống, chúng ta dời xuống cái đoạn niệm bình đăng vừa rách cho tí quý ra ga quý bút cho tí quý bút tắt vinh quý bút tóc mi tí nhà năng hồ tí. Bây giờ cái chữ này đó khi mà chúng ta đọc kinh văn đó, cái bản dịch để học trung bộ thì đọc phớt qua thôi, không có cần phân tích. Nhưng mà ở đây vì chúng ta đang học cái lớp phản ứng Bali, do đó cho nên chúng ta phải dịch cho nên chuẩn xác lại. Niết binh đăng, động từ là hiện tại phân từ của động từ niết binh đa tí. Niết binh đa tí ở trên mà chúng ta học đó là động từ, quá khứ vô từ của nó, hiện tại phân tử nó là niết binh đang tát
Niết Bình Đan Tát, chia theo chủ cách gọi là Niết Bình Đăng. Cái này không phải là do mà Niết Bình Đăng đó, tức là khi yểm ly, đăng khi, đăng khi, khi yểm ly tức là khi nhàm chán thì vị ấy vừa rất tí là ly tham. Cái chữ này, cái chữ vừa rất tí chúng ta dịch là không có tham dục thì nghe nó kỳ quá thưa quý vị. Cái chữ vừa rất tí là không có tham dục thì kỳ quá. Chữ vừa rất tí đó có nghĩa là ly tham, có nghĩa là không có đắm nhiễm, không có bị nhiễm, chỉ đơn giản vậy thôi, không bị nhiễm, vô nhiễm. Chữ viratati, động từ này bị nhiễm. Chứ còn cái chữ không có tham dục, cái chữ tham dục vào trong tiếng Việt mà chúng ta xài đó có nghĩa là tham cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, gọi là tham dục. Ở chỗ này chúng ta không xài tham dục được, mà chúng ta phải xài là vô nhiễm. Khi yểm ly thì vị thì vô nhiễm. Rồi mới bắt đầu là viraga, vị vô cho tí, vị ấy được giải thoát do ly tham. Nhưng tôi lặp lại, Niết Bình Đăng vừa rất cho tí là khi yểm ly thì vô nhiễm. Viraga vị vô cho tí, do vô nhiễm nên được giải thoát. Vị vô tác linh, xài định sự cách của quá khứ từ vị vô tá là khi giải thoát. Vì mốt tăng ý tí, nha năng vô tí, vị đó biết được đã giải thoát, vị đó có trí biết. Cái chữ nha năng, nha năng vô tí đó, nó là một cái thành ngữ nó thay thế cho cái chữ pachanati. Nha năng có nghĩa là trí, trí hiểu. Hô tí là động từ, trợ động từ là. Nhưng mà nha năng hô tí gọi chung lại thì là có hiểu biết. Còn cái chữ ý tí ở phía sau chữ vi bố tám, vi bố tám ý tí đó, chữ ý tí có nghĩa rằng, vi bố tăng ý tí, chúng ta đọc ghép nó lại là vi bố tám ý tí. Tiếng Bali nó rắc rối ở chỗ là vi bố tăng. Quý vị quý bố tăng vi tí, quý vị để nguyên cái chữ đó, quý vị tra từ điển tới Tết Congo cũng chưa có cái chữ này. Thật ra người học Bali phải để tách nó ra. Chữ quý bố tăng vi tí phải là quý bố tăng y tí. Chúng ta tìm trong từ điển, tìm chữ y tí thì có, quý bố tá thì có. Nhưng mà chúng ta phải biết xài riêng vì muốn tâm ý tí, nha năng hộ tí, vị ấy hiểu biết rằng đã được giải thoát. Và trong bản dịch này thì do yếm ly vị ấy không có tham dục, do không tham dục vị ấy được giải thoát. Đối với tự thân giải thoát như vậy, khởi lên hiểu biết ta đã giải thoát. Cái này thì dịch nó hơi thoát một chút thu nghiệp, dịch hơi thoát một chút xíu. Thoát như bạch văn,
ý nghĩa thì cũng giống như vậy, nhưng mà ý nghĩa cũng đúng theo bạch văn, nhưng mà cái văn phong hơi thoát với bạch văn chút xíu. Chứ một người mà học Pali để mà nhìn bản kinh mà hiểu nghĩa thì chúng ta nên học văn phạm, rồi tự mình đọc mình hiểu. Chứ còn nếu mà chúng ta phải nhờ qua cái bản dịch của người khác thì coi chừng chúng ta không biết đường đâu mà chúng ta tìm hiểu cái văn phạm. Ở trong này không có cái trường hợp là đối với tự thân đã giải thoát, cái chỗ này thì không có. Chỉ là Quy mô tác sinh xác định khi đã giải thoát, quá khứ tự được quyền chia theo định sinh tắc. Nói nhiều quá quý vị có hiểu chiêu, chắc có lẽ là ai nói người đó hiểu. Chắc có lẽ là ai nói người đó hiểu. Thế quý vị em ru hết không có, cũng khổ. Nhưng mà phải khen là cái lớp này rất là hay. Nghĩa là văn phạm Bali học chưa tới hết á, mà chúng ta dám dịch kinh văn Trung Bộ rồi, Trung Bộ kinh rồi. Bây giờ kế tiếp cái đoạn kế tiếp khi na cha tí Vusitang Brahmater Yang Katang Karani Yang Na Parang Ithata Yati Pachanati. Bây giờ chúng ta phải dịch ngược lại. Pachanati có nghĩa là biết rõ. Biết rõ thế nào? Có cái chữ ý tí, chữ ý tí ở phía sau, ở phía trước là chữ Pachanati có nghĩa là rằng, biết rõ rằng. Khi na cha tí có nghĩa là cái sự tái sanh. Khi na tức là đoạn tận. Sự đoạn tận. Mà ở trong bản dịch trên thì vì ai biết sanh đã diệt. Thôi khổ một cái tiếng Việt. Chúng ta thường quen xài cái chữ sanh diệt. Mà bây giờ nói sanh đã diệt, sanh đã diệt thì nghe nó kỳ quá. Chúng ta không hiểu thế nào sanh đã diệt. Cho nên chúng ta phải dịch là sanh đã tận. Đã hết rồi đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Vusitang Brahmacharya, phạm hạnh đã thành. Katang Karaniyang, việc nên làm, đã làm. Việc nên làm, đã làm. Na Parang, tức là Na Aparang. Na có nghĩa là không. Aparang có nghĩa là khác. Ithatta Yati là sau đời sống này. Ithatta Yati là sau đời sống này. Na Parang tức là không còn đời sống khác. Ngày xưa Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch câu rất là ngắn gọn mà nghe rất là hay. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phẩm hành đã thành, việc nên làm đã làm. Sau đời sống này không còn đời sống khác. Sau này các vị hiểu đến để sửa lại sanh đã diệt, phẩm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sao đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Nghe nó rườm rà mất văn phong ngày xưa đó. Khi mà chúng tôi và Thượng Tọa Giáo Đẳng học với Hòa Thượng Minh Châu thì cái bản dịch ngày xưa kia nó đi vào huyền thoại, là từ hồi còn bé
mười mấy tuổi là chúng tôi và tụi tôi với đẳng là đã hấp thụ cái văn phong dịch của Ngài rồi. Cái phần dịch của Ngài đặc biệt lắm thưa quý vị, cho nên riết nó trở thành cái thói quen luôn, là thuộc lòng cái phong cách đó, cái phong cách dịch của Ngài. Nhưng mà sau này các vị đời sau, đệ tử của Ngài, học trò của Ngài hiểu đính lại, mà hiểu đính sửa thì sửa cho nó tốt, nhưng mà càng sửa càng xấu, càng sửa càng dở, cũng khổ. Nhưng thôi cái chuyện đó, chuyện của thiên hạ cũng làm sao làm. Bây giờ chúng ta một cái đoạn cuối. Ê quan quỳ bút ta chít tô khô à kí bút sạch nát. Ở đây cái chữ quy bút ta chít tô cái chỗ này nó cũng rắc rối lắm thưa quý vị. Nhìn qua thì chúng ta cứ nghĩ rằng là tâm giải thoát, nhưng mà không phải. Nếu nói theo văn phạm nó phải đơn giản đâu, bởi vì cái này đó là có hút bị hít sa mà sát, tức là hợp thể liên từ, hợp thể liên từ. Tức tôi nói cách khác như thế này, thí dụ như đó, a chia răng có tài văn ca vô bất thừa quân là thế sẽ sẽ thí cho thô a bê ta quân nhà nô, a bê ta quân nhà nô đó. Không thể nào mà chúng ta dịch nói là thức lìa khỏi, nói thức lìa khỏi không ai hiểu hết. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ liên tự có nghĩa là một cái xác chết, một cái xác chết. Vì sao là cái xác chết? Vì cái xác chết là tâm thức lìa khỏi rồi, lìa khỏi, vì lìa khỏi thể xác, cho nên người ta gọi là xác chết. Cũng giống như nói chữ Abhutaka, cái chữ Buddha là con trai, là con. Abhutta là không con. Thì trong trường hợp này Abhutaka có nghĩa là người tuyệt tự. Chúng ta sẽ người tuyệt tự tức là cái người không có con nối dõi. Cho nên gặp những cái từ mà có hút bị hí samasa là chúng ta phải dịch cái nghĩa nó tương đương với nghĩa tiếng Việt của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta dịch khơi khơi như vậy thì được. Thí dụ như quy bút ta chô là vì rõ ràng là chủ cách không thể nào với tâm giải thoát được, mà phải là người tâm được giải thoát như vậy, người tâm được giải thoát như vậy. Nè chứ với sẽ đáng ở đây đó, chữ phiên khú, chữ phiên khú là vị tỳ kheo, thì chúng ta phải dịch chung ê quan quỳ búa ta chít tô khô. Phiên khú là vị tỳ kheo tâm giải thoát như vậy, vị tỳ kheo tâm giải thoát như vậy. Na kê na chí sằng quá đặc tí, tức là không xu hướng theo ai, không xu hướng theo ai. Na kê na chí quý quá đặc tí, quý quá đặc tí, tức là không tranh cãi với ai.
danh chất lô kê của tăng thì nó vô hà ra tí. Tức là chỉ nối theo chỉ nối bằng cái lời nói thưởng thức, bằng cái lời nói thưởng thức aparamasang, tức là không có chấp thủ. Thì thưa quý vị, mai mốt chúng ta phải học thuộc cái câu này. Chứ gì? Bởi vì có những cái ngay cả cái vị mà tu sĩ của Phật giáo đó, mà khi mà dẫn chứng cái câu Atahi Atano là thu Kohino thu Varisya, ta là chỗ nương tựa của ta, không ai là chỗ nương tựa của mình được cả, thì cái vị đó mới chấp theo nói, vị đó dựa vào cái câu Phật con pháp cú đó mà nói rằng Đức Phật ngài có chỗ thì ngài nói là vô ngã, nhưng cũng có chỗ ngài nói là hữu ngã, dùng tiếng ta. Cái đó là cái bậy vô cùng, thưa quý vị. Họ không có đọc hết cái kinh điển để họ hiểu câu này. Vị tỳ kheo mà tâm đã được giải thoát như vậy đó, vị đó không xu hướng với bất cứ cái gì, không tranh cãi với bất cứ ai. Và vị đó khi mà nói chuyện đó thì chỉ dùng cái lời lẽ, cái ngôn từ thưởng thức thế gian họ dùng thôi. Bởi thế gian dùng sao thì ngài, mặc dù là vị A-la-hán đã được giải thoát, nhưng mà ngài phải dùng cái từ ngữ của thế gian để ngài nói, chứ ngài không có chấp thủ Aparamasang, không phải chấp thủ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta nói Đức Phật ngài dạy các pháp là vô ngã, không có gì của ta. Nhưng mà thỉnh thoảng Đức Phật ngài có nói Chetana hăng khích quê cơ măng của đế nghĩ, này chưa thì theo ta nói, sự cố ý hành động là nghiệp. Đức Phật chúng ta, người đó họ cho rằng Đức Phật này cũng xưng là ta nói A-hăng và đa biết. Cái đó là mới cái phỉ báng Đức Phật. Mặc dù ngài đã được giải thoát, các vị A-la-hán giải thoát, nhưng mà cái ngôn từ của thế gian họ xài như thế nào, thì khi mà cái ngài dùng để mà đi hoằng pháp, để mà giải thích cho người khác nghe đó, thì ngài cũng phải dùng cái từ ngữ thường thức của thế gian, chứ ngài không có chấp thủ. Ở đây chúng ta nhớ gì? Cho nên cái này là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý một chút xíu. Thì cái đoạn mà e quan vi bố ta chi to khô ác đi với sa đa phi khu nắc kê đà chi sang quát đà tí nắc kê đà chi quy quát đà tí danh chất lô kê bố tăng tê đà vô hà đà tí a bà ra ma sang ma sang tí này ác đi với sa đa. Một vị tỳ kheo tâm giải thoát như vậy, thời vị ấy không có nói thuận theo ai, ngài cũng không có tranh cãi với ai. Vị ấy nói chuyện chỉ theo cái ngôn từ thưởng thức trong thế gian thôi, không có chấp thủ. Ý nghĩa nó là như vậy. Như vậy thì ở trong cái đoạn kinh mà chúng ta nhìn thấy nó đơn giản, nhưng mà phân tích ngữ nghĩa ra đó, phân tích mạch văn thì chúng ta thấy văn phạm nhiều lắm, chứ không phải là chỉ đơn giản
Đơn giản như chúng ta tụng kinh, chúng ta tụng kinh thì chúng ta giống như đọc, người ta gọi là nói vẹt, đọc vẹt. Con vẹt nó học nói thì nó chỉ phát âm vậy chứ nó đâu hiểu gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần văn phạm. Phần văn phạm hôm nay thì Thượng Tọa Giác Đẳng cho chúng ta học rất là đơn giản, là học về cái câu, một câu đơn giản. Thông thường trong Phật ngữ cũng như nhiều ngôn ngữ khác, một câu đơn giản tức là một câu gồm có ba cái đơn vị cú pháp, là chủ từ, cách tú, động từ hay là thuật từ gọi kriya, và túc từ gọi là kamma. Cách tú, kamma và động từ. Thông thường trong tiếng Pali đó, thì chủ từ được đặt trước, rồi kế tiếp là túc từ, kamma, rồi sau cùng mới là động từ hay là thuật từ, kriya. Trong tiếng Việt của chúng ta thì chủ từ, động từ, thuật từ rồi mới túc từ. Thí dụ như đó, Đức Phật thuyết pháp hay Đức Phật nói pháp. Đức Phật là chủ từ, nói là thuật từ, pháp là túc từ. Nhưng mà khi lập thành câu trong tiếng Pali thì Putho Thamang Phasati, cho nên túc từ phải đặt phía trước động từ. Tuy nhiên cũng không có một cái quy tắc nhất định là phải như vậy, bởi vì cái câu của Putho Thamang Phasati ở trong cái văn mạch văn Pali ta có thể sắp đặt là Putho Phasati Thamang cũng được, hoặc là Thamang Phasati Putho cũng được, để chỗ từ đặt sau cũng được, đặt sau cuối câu cũng được, cũng sao cả. Đặt lộn xộn như vậy nhé, thì làm sao biết? Bởi vì ở đây thưa quý vị, trong tiếng Pali nhé, mặc dù trật tự của cú pháp, của đơn vị cú pháp không có một cái nguyên tắc nhất định, nhưng mà nhờ các cái tự loại được chia theo ngữ cách viên pháp tí, chủ từ với túc từ có cái sự liên kết với nhau, phù hợp với nhau, do đó cho nên dầu chủ từ nằm ở đâu nhưng mà hãy nhìn thấy động từ là người ta biết là động từ đó của cái chủ từ này, chủ từ này là của động từ này, chứ không có thể chạy đâu hết. Rồi cái danh từ mà làm túc từ đó, người ta chia theo đó cách ra, thì dầu cho nó đặt ở đầu câu, ở giữa câu, ở cuối câu thì người ta cũng biết cái đố cách đó nó là túc từ của động từ. Cho nên tiếng Việt của mình không được. Như Đức Phật nói pháp, chúng ta phải sắp đặt chủ từ, thuật từ, túc từ. Chứ còn nếu mà chúng ta nói pháp Đức Phật có nghĩa khác, hay chúng ta nói pháp nói Đức Phật thì nó càng sai nữa. Cho nên mỗi một ngôn ngữ nó có một cách cấu trúc văn phạm hay là cấu trúc câu nó khác nhau. Cho nên chúng ta học, chúng ta phải biết uyển chuyển. Để học phần ngữ Pali là chúng ta phải hiểu được cái văn phong của Pali và cấu trúc của Pali. Thì bây giờ chúng ta
có được một số từ ngữ này. Từ vựng trong hôm nay chúng ta sẽ học để chúng ta làm bài tập. Buddha là Đức Phật, Dhamma là giáo pháp, Sangha là tăng lữ, Kumara là cậu bé, Gama là xóm làng, Phupala là đức vua, Vihara tỉnh xá, Đề quá là vị trời, sao ở đây để chư vị không nhỉ? Sư tự tri đánh dùm cái chữ này thêm một chữ nữa, Đề quá là vị trời hay là vị thiên? Xích sát là học trò. Ở chỗ này chúng ta để chữ xích sát hết. Bởi vì nếu chúng ta để xích xô thì ngay từ đầu chúng ta phải để là Buddho, Thamu, Sankho, Kumaro, Gamu, Phubalo, Viharo, Devo, mới xích xô. Còn đằng này thì chúng ta để nguyên ngữ là chữ á hết thì để xích sát. Xích sát là học trò. Ô Hoa Đá là cái lời giáo huấn, là lời giáo huấn. Chúng ta thêm cái chữ lời vào trong đó, hay là sự giáo huấn, hay lời giáo huấn. Bởi vì sao vậy? Ô Hoa Đá nó là một danh từ. Nếu mà chúng ta lấy chữ Ô Hoa Đá là chữ hướng dẫn hay chữ giáo huấn thì nó có nghĩa là động từ rồi. Cái hướng dẫn hay là giáo huấn là nghĩa của động từ. Cho nên chúng ta phải thêm chữ lời hoặc là sự. Lời giáo huấn, sự giáo huấn là lời giáo huấn. Lập pháp tiếng được. Rồi chúng ta còn thêm một chữ nữa là nhận được. Chữ lập pháp tiếng được hay nhận được? Vajrati là đi đến, Vajrati là thấy, Rakhati là bảo vệ, hộ trì, Vajrati là trông thấy. Bây giờ thì chúng ta hãy áp dụng những cái từ vựng đã được học đó với cái cách cấu trúc của câu. Thì bây giờ cách đơn giản quý vị nhớ thế này nè, để xem coi ở trong câu bài tập chúng ta không cần sử dụng cách chia, không cần sử dụng cách chia, chúng ta chỉ có cái bài trắc nghiệm dịch sang tiếng Việt câu sau đây thôi. Cái chủ ngữ luôn luôn ở trong câu này chúng ta, trong bài học ngày hôm nay, chủ từ trong câu là xài cái danh từ chia theo chủ cách ô hết. Chúng ta sẽ giữ ô sau cùng. Còn túc từ của câu thì chúng ta sẽ đối cách, cái danh từ chúng ta sẽ ăn. Thí dụ Devo, Phu Ba Lăng, Rakhati. Devo là danh từ chủ cách, Phu Ba Lăng là danh từ đối cách túc từ, Rakhati là động từ. Bây giờ quý vị coi theo cái từ vựng đó, quý vị dịch sang tiếng Việt các cái câu này. Câu 1, Devo, Phu Ba Lăng, Rakhati. Vị thiên hộ trì đức vua. Dạ đúng rồi. Cảm ơn cô Trần Cúc. Câu 2, Mát văn sang khăn quanh đà mát. Mát văn sang khăn quanh đà mát. Chủ ngữ trong câu này là xài một cái tiếng nhân xưng đại danh từ mây văn.
Mayang sang khang quan đa má có nghĩa là gì? Chúng tôi đảnh lễ tăng. Dạ đúng rồi. Câu 3, Kumaru Gamang Gachati. Kumaru Gamang Gachati. Cậu bé đi đến làng. Dạ đúng rồi. Câu 4, Mito Viharang Pasati. Câu 4 này trợ phúc làm được không ạ? Ồ, nếu mà chờ gì không biết cho đến bao giờ. Người bạn trông thấy ngôi tịnh xá, giờ cũng tốt. Siso Odanang Lapati. Sư sư là chủ ngữ, chủ từ. Ô qua đang là tốt từ, lắp phát tí là động từ. Rồi câu số 5. Người học trò nhận được lời giáo huấn. Giờ vậy xong rồi. Cảm ơn trợ khúc. Cái bài cắt tiệm này là học tuần rồi. Còn bây giờ cái bài này là điền vào chỗ trống trong cái câu Pali này nè. Vì trời đại Phật chúng ta chỉ có được hai từ đi vô chủ ngữ chấm 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 quanh đặt tiết. Thì chữ chấm chấm á, ở trong cái khoảng trống đó đó. Chúng ta có chữ bút thô, bút thăng. Bây giờ quý vị chọn cái chữ nào thêm vào cái chữ chấm chấm này. Họ không thể, từ mở không thể đi vô bút thô được. Mà phải đi vô bút thăng quanh đất tí. Là vì trời đảnh lễ Phật. Khi mà làm cái điền vào chỗ trống, quý vị điền liền chứ không có thể nói ABC được. Nếu mà chúng ta chọn như chọn câu trắc nghiệm ABC đó, thì người ta nhìn vào người ta không biết chúng ta làm bài. Câu 2, cậu bé nhìn thấy nhà vua Kumaro chấm 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 Basati. Chúng ta có hai từ Phu Ba Lăng và Phu Ba Lô. Chúng ta xem coi Phu Ba Lăng hay là Phu Ba Lô thêm vào chỗ khoảng trống đó. Dạ, cô Nhật Quỳnh chọn Phu Ba Lăng thì đúng, nhưng Phu Ba Lăng nó nằm rời rạc một mình nữa thì nó không thành câu rồi. Cho nên chúng ta phải để Kumaro Phu Ba Lăng Pasati.
chúng ta tiếp tục. Đức Phật đi đến tịnh xá, thì ở đây mất cái chủ từ ba chấm, là Viharangacchati. Bây giờ chúng ta hãy chọn chữ bố thô hay bố thật. Quý vị chọn bố thô hay bố thật. Dạ, bố thô Viharangacchati. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Trợ Hùng. Dạ, dạ, xin cảm ơn sư đệ nhiều. Rồi bây giờ còn 45 phút còn lại giao cho sư đệ, sư đệ điều hợp dùm. Kính chúc quý thầy tăng và quý Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa chư Phật tử sư. Thưa quý vị, chư Phật tử sư là thầy dạy Bali mà thầy dạy thông điên nữa. Và khi tôi chạy, quý vị chạy thôi không kịp. Bây giờ quý vị phải bắt buộc phải copy paste thì kịp, không cần phải biết, nếu mà quý vị biết, biết không kịp được. Chứ tôi biết là có nhiều khi chính chúng tôi biết chữ Pali, biết cũng chậm, chứ đừng đánh chuyện đánh Pali đánh chậm nữa. Quý vị đọc copy copy cho nhanh. Bây giờ thì sư tổ Tây Nguyên không biết sư tổ có ở trước máy không. Nếu sư tổ Tây Nguyên đang có mặt ở trước máy, xin sư tổ nhờ muốn đến thở. Sư tổ Tây Nguyên, chúng ta có một trích đoạn ở trong bài kinh Trường Trảo mà mình học ngày hôm nay đó. Vì tu sĩ ngoại đạo, vị du sĩ ngoại đạo đi khá nát khác, có nói trước Phật rằng vị này rất là hoan hỷ khi thấy mình không có thích thú bất cứ cái điều gì hết. Thì ở trong đó Đức Phật này có dạy rằng cả ba cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất lạc, thì cảm thọ đều là cảm thọ thôi. Và cái sự tu tập đó, thì nó không phải là vấn đề mình thích hay không thích, mà là vấn đề là mình phải vượt lên trên cái cảm thọ đó. Thì Sư Tổ Tây Nguyên có thể chia sẻ với quý Phật tử là trong đời sống tu tập đó, tại sao mà cái nặng lòng, cái chấp thủ với đối với cái thích, thích và không thích đó, nó có khi nó là một trở ngại mà chúng ta không ngờ được hay không. Xin kính thỉnh Sư Tổ Tây Nguyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Giá Thời Đại Chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến thượng Đức Phật giáo pháp của chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, lễ đức Từ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng Đức Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý chúng người cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật thì ở trong cái đời sống của tất cả chúng ta phải trải qua những cái cảm thọ, là thọ khổ hoặc là bất lạc bất khổ, vân vân. Thì ở đây thì dầu cho chúng ta có một tình huống như thế nào, ở đây thường tôi hỏi rằng tại sao người tu tập không nên đặt nặng cảm giác hay thích hay không thích, mà cần thấy cảm thọ điều nó vô thường. Có thể nói rằng chúng ta nhớ một điều, cái gì nó cũng qua, không có gì mà nó tồn tại. Khi chúng ta nghe cái này thì chúng ta thấy chúng ta đang đau buồn quá, chúng ta đang thất bại công danh, thất tình, mất vợ, mất con, mất đi những gì mà thân thương triều mến, trôi xa tầm tay với của tất cả chúng ta. Chúng ta cho rằng chúng ta không thể sống, chúng ta không thể không, chúng ta không thể mất cái cảm giác đó được, không thể mất
người đó được hay cảm giác đó được, chuyện đó được, việc đó được, thì chúng ta cho nó làm, chúng ta sẽ không thể sống nhưng cũng vẫn sống. Khi thấy những người cha, những người mẹ, những người chồng, những người con của chúng ta chết đi, mất đi, hay hoặc là bị thua thiệt gì đó, thì chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy khổ. Mình thấy có nhiều người khóc lên khóc xuống, thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương vợ. Mình nghĩ rằng chắc đời của họ, họ không thể nào quên người này, họ không thể nào mà hóng bóng được người này. Nhưng cái thưa quý vị, một thời gian, thời gian nó là một liều thuốc, nó xóa nhòa tất cả. Bởi vì sao vậy? Thời gian đó chính là cái gì? Nó chính là vô thường, rồi nó cũng đi qua. Nếu một người tu tập á, mà chúng ta đặt nặng cái cảm xúc, đúng vậy, là đặt nặng cái cảm xúc hay cảm giác, thích hay không thích, vui hay là buồn, mình cho nó là một chuyện quá lớn, thì chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ bất an vô cùng. Quý vị có biết là chùa nó đang yên ổn như thế như vậy, tự nhiên có một cuộc lễ đông, thật là đông, nhiều, thật là nhiều người đi tới. Cái lễ hội diễn ra nó rất là quan hỷ, rất là vui, cũng tích tắc đó. Rồi thời gian sau, ngắn một chút xíu, một buổi hoặc là một ngày, trở lại cảm giác bình thường. Tìm lúc đó mình mới đứng trên cái diễn tiến của nó, mình mới thấy được Đức Phật nói rất là tuyệt vời. Những vị biết chùa, chúng tôi khi mà bất cứ cái lễ lạc gì cũng vậy, khi mà kết thúc cái lễ lạc, tất cả băng rôn, tất cả bàn ghế, tất cả những cái gì mà dọn dẹp ra, chúng tôi yêu cầu cho vào vị trí cũ tất cả. Và tất cả Phật tử họ dọn dẹp tất cả những cọng rác, tất cả những cái lá, tất cả những gì mà cuộc lễ bày ra, bây giờ dọn sạch sẽ lại hết, trở lại một không khí bình thường. Có nhiều vị ta vô thấy luôn, xưa sao mà buồn quá xưa, hồi nãy đông đảo nó vui, nó quan hệ, bây giờ về cảm giác nó trở về vị trí cũ. Thì lúc đó chúng tôi mới nói với họ thôi, quả thật như vậy. Quý vị biết hết tại sao mà như vậy, cái diễn tiến trước sau gì cũng phải dọn dẹp, bây giờ dọn dẹp để chi? Để trả lại cái vị trí. Chúng ta càng cảm thụ sớm chừng nào thì nó càng hay chừng đó. Chứ còn sự thật ra rồi, bây giờ quý vị về, quý vị nghỉ ngơi, rồi các chư tăng cũng nghỉ ngơi xong, mọi việc nó trở lại bình thường, xem như không có chuyện gì. Mà đó là cũng là nói lên cái sự tu tập của tất cả chúng ta. Chúng ta bước qua cái cảm thọ, đi qua cái cảm xúc của mình. Dạ, cái cảm xúc của mình, hãy cảm xúc của mình những chuyện gì bình thường, bằng cái tâm xả, bằng cái tâm nhẹ nhàng, hãy trở về cho cái sự nhẹ nhàng thì nó sẽ được nhẹ nhàng. Thì ở đây tất cả dầu cho là khổ cũng vậy. Hồi xưa đó, khi chúng tôi nhớ, chúng tôi bị cái mạch lương ở dưới cái hồng môn của gì biết, mình nghĩ rằng chắc không thế nào mà nó làm được, bởi người ta mổ với nó mà. Mặc dù là mạch lương á, chứ gọi là mạch lương, nó ăn lùn như con lương vậy. Mình nghĩ kỹ lắm mà sao mà bệnh, cũng lạ. Nhưng điều sự thật ra ta nói là do nó nóng, do nó ở nóng ở trong, thì mình nghĩ là không thế nào mà nó có thể nó làm lại được, bởi vì nơi đó mà là nơi bài tiết mà mỗi lần cái gì biết nó đau khủng khiếp. Mỗi lần mà đi đại tiện là một điều mà phải nói là đại nạn. Thì cái tâm tư mình suy nghĩ như vậy, không thế nào mà cảm giác cũng cảm thấy nó đau đớn lâu quá. Thì bác sĩ không nói ngủ, sao đâu thầy, cái thân thể mình thế nào cái chỗ nào cũng vậy, tự động nó kết nối, tự động nó làm sao nó cũng làm. Chúng tôi nói với cái cảm giác của ta, thanh thức thọ khổ chú gì biết. Mà đúng đó, mình đau lắm, mình đau đớn nhất giỏi lắm. Rồi nhưng quả thật ta cũng nói đúng, từ thời gian sau thì nó bình thường. Nói thầy tin con đi, không sao đâu, chừng bây giờ thì chịu khó chịu đau khoảng chừng một tuần lễ, 10 bữa, nửa tháng rồi nó hết. Mà không biết một ngày thì cũng đủ thấu trời thấu xương rồi, những điều mà nó cũng đi qua. Và cái đau đó
nó cũng đi qua nữa. Để chúng tôi nói chung thì nghe một số người đó, khi mà mình khi chúng tôi bị những cái đau về cái thân thức, như cả cái đầu mình, hồi xưa rất là đau nhất mà mình bị chấn thương, rồi ngay cả bị cái chỗ nào mà đã thấy là nó đau lớn nhất rồi mình đã đi qua, thì nó đau chút xíu, rồi cũng hết đau. Chúng ta nhớ chỗ cho cái người đó mà có bị mà gãy tay gãy xương, hay hoặc là bị thương tích gì đó mà đứng trên cái nhìn của khách quan thì chúng ta thấy chết rồi, người này phải chết thôi. Nhưng phải nói quý vị biết, cảm thọ giác cảm đau như vậy, nhưng lúc đó nó có một cái, nó có một cái trì nghiệp, chúng ta gọi là cái trì nghiệp đó, quý vị biết trì nghiệp nó duy trì lại cho chúng ta ở một mức độ. Một là nếu chúng ta chịu không nổi nữa thì nó ngất, nó xỉu, tức là tâm nó rơi vào cái hồn phần, chúng ta không có cảm giác nữa. Còn nếu như không thì đau như vậy, nhưng có lúc đó thì tâm chút xíu nó cũng phai qua luôn, cũng nhẹ nhàng, nó điều tiết lại, rồi cái cảm giác đau chúng ta bắt đầu cảm thấy nó dịu bớt. Thì dịu bớt đó do tác động của thời gian, tác động của tâm thay đổi, tác động của nghiệp và tác động của vật lý, tức là tác động của uống thuốc vào vân vân. Thì tất cả mọi thứ nó đều do, nó đều cảm giác nó dẫu cho đau hay là cảm giác lạc, cảm giác khổ, cảm giác vui, cảm giác buồn gì, rồi nó cũng sẽ đi qua thôi. Cho nên ở đây chúng ta tu á, chúng ta không nên đặt đúng vậy đó, không nên đặt nặng cái cảm giác thích là không thích, vừa lòng hay không vừa lòng, hoặc là bởi vì mình cho rằng tất cả nó đều là vô thường. Bởi một số người họ không hiểu á, họ buồn thì họ nói họ đi chơi, họ buồn họ đi giải trí, họ buồn họ đi tìm cái vui để chẳng qua tức là trốn tránh cái buồn, mà cái buồn không thể nào tránh được. Tự chúng ta khởi sanh lên, chúng ta hãy nhìn nó, hãy kiểm soát nó, hãy quan sát nó trong một thời gian nó đi qua. Còn không chừng chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta né tránh vui, đến khi một chút xíu sau đi về thì cuộc tiệc nào cũng tan, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ kết thúc. Chính là như vậy. Thì nếu mà đói quá đó, đúng là lã người chết cũng phải chết, mà cứ hết sức rồi nó cũng xỉu, đói là xỉu đó, thì nó cũng phải quân quỳnh cho mình, chứ phải đói muốn chết luôn mới được. À, đây cũng là một điều đặc biệt. À, ví dụ gì đói quá thì ngất đi, xỉu đi, hoặc là khát quá, đói quá, khát quá, thì tứ đại nó bất hòa, thì nó sẽ có nhiều cách để dung hòa, để trang hòa. Đó cũng chính là nói lên cái cảm thọ nó vô thường, do từng cái sắc pháp, do từng cái sắc nghiệp, hay do từng cái sắc tâm của chính chúng ta, hay do từng cái tâm của chúng ta, thì nó sẽ thay đổi. Dạ. À, quý vị thử nha, quý vị ngồi thiền đó, mà quý vị biết là ngồi kiếp già đó, quý vị sẽ thấy nó đau, đau tới nó khủng khiếp luôn. Nhưng điều mà cố gắng mình chịu á, rồi cũng vượt qua. Mình chém chân rồi mình nghĩ là chết. Mình, nếu mình bỏ xuống thì cái thứ quý vị chúng ta cảm thấy là chúng ta thua cuộc, chúng ta cảm thấy cái sự đấu tranh với chính mình nó không có chiến thắng. Thì cái này đây là cái kinh nghiệm mà tự thân á, bây giờ chúng tôi cố gắng, những lúc nhỏ kìa bắt đầu cố gắng, bây giờ mình phải chiến thắng mình mới được, nhất quyết là mình phải ngồi, đầu tiên là nửa tiếng, sau một tiếng, nhất quyết là một tiếng. Thì kính thưa quý vị, dĩ nhiên là lần đầu tiên không có được tới một tiếng, nhưng mình nghĩ rằng hôm nay mình phải tới 45 phút hoặc 40 phút hoặc là 35 phút, 40 phút, rồi bắt đầu tiến lên. Thì đó là cái kinh nghiệm. Rồi thí dụ hôm nay mình được 35 phút, một hai ngày sau bắt đầu 40 phút, rồi 50 phút bắt đầu một tiếng đồng hồ, và một tiếng đồng hồ xong, chúng tôi dẫn cái tâm của chúng tôi đến khi ngồi, đến khi nào mà bỏ xuống thôi. Thì cái cảm giác mình cứ nghĩ cho nó đau, mình cố gắng mình chịu rồi nó cũng qua. Nó đau, nó quá đau rồi nó cũng đi qua.
đó chính là tự thân cảm nghiệm cái sự thật về cái chuyện đó. Và quý vị thử thấy đi, mình mất một cái người thương đó, một người thân đó, mình nghĩ rằng thôi rồi, tuyệt vọng rồi, không thể nào mà quay về được, không thể nào mà có được cảm giác đó, chắc mình sống không nổi. Nhưng mà chúng ta nghĩ như vậy, nhưng rồi nó cũng đi qua. Bởi cho nên Trịnh Công Sơn nói rất là hay, đừng có tuyệt vọng. Rồi chúng ta nghĩ rằng nó mất đi, nhưng thực sự thật ra nó không có mất gì hết. Tất cả nó diễn qua trong một cuộc đời chúng ta là như thế. Rồi cuộc đời này, cái sự vô thường của cảm thọ, nó đổi nó thay, rồi tất cả là dĩ vãng. Tại tất cả mọi vô thường thì đi về dĩ vãng tất cả. Nó đi qua, nó phục cái cảnh quá khứ hết. Rồi chúng ta mới nếm trải những cái đau khổ mới, những cái cảm giác lạc thọ hay là khổ thọ mới mà chính chúng sinh phải đau khổ từ đời này, đau khổ từ đời nọ. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta là một người tu mà chúng ta đặt nặng ở cái cảm giác cảm xúc của mình thì nó rất là nguy hiểm, nó không nên. Và cho nên hãy thấy tất cả nó đều, nó đi đến đâu thì chúng ta biết tới đó, diễn tiến tới đâu thì chúng ta hiểu sự tình nó là như thế, thì chúng ta sẽ được an vui, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Và kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có đi cần một chút thì kính cung tâm thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính trình thượng tọa Thế Quyền. Thưa quý vị, chúng tôi muốn dành ít thời giờ trong ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau học một bài kinh tương đối rất là quen thuộc. Và nếu thượng tọa Thế Quyền và lát nữa cũng như sư Nguyên Thông có thời giờ thì quan hỷ giúp quý vị đọc cho cái câu này. Câu này là câu mà khi chúng ta sang các quốc gia Phật giáo, khi mình đọc lên mình biết là mình là người Phật tử. Và như chúng ta học là chữ Buddha, và Buddha là Phật, Buddha là đối cách, Saranam là nương nhờ hay nương tựa, Gacchami là đi đến. Từ cái động từ Gacchati là đi đến. Thì khi mà chúng ta trở thành một người Phật tử thì luôn luôn bắt đầu với ba câu này: Buddhang Saranang Gacchami, là con nương tựa Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con nương tựa Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami, con nương tựa Tăng. Trở đi, nó có một điểm mà khác biệt giữa truyền thống Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền, tức là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa đó, là đúng là cái chữ này là chữ rất là quen. Chúng ta thường nói là chữ con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng dịch cái chữ quy y á, quy có nghĩa là về, đi về gọi là quy, như là quy khứ lai từ, chúng ta nghe nói quy khứ lai từ thì quy nghĩa là trở về, quy mạng chẳng hạn, quy mạng lễ. Thì cái chữ quy đó thường là trở về, đúng là trong tiếng Phạn đó là agacchati là đi trở về, gacchati là đi đến, agacchati trở về. Thì trong cái ý nghĩa trong ý nghĩa mà ở bên Phật giáo Bắc truyền giải thích đó là con quay về nương tựa, quay về là quay về với cái bản tính của tâm của mình, và quay về Phật ở, và quay về nương, con quay về nương Phật, con quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa. Cái chữ quay về đó, quay về hay là quy y đó, quay về nương tựa hay là quy y đó, nó là khái niệm của Phật giáo Bắc truyền chứ không có trong Tam Tạng Pali.
Tâm bản Pali là con đến tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, con đến tìm nơi nương tựa ở Pháp, con đến tìm nương tựa ở Tăng, hay là con đến với Đức Phật cho sự nương tựa, con đến với Pháp cho sự nương tựa, con đến với Tăng cho sự nương tựa. Trong tiếng Anh thường dịch là I go to the Buddha for refuge, I go to the Dhamma for refuge, I go to the Sangha for refuge. Thật ra Chư Tăng Nam Tông á, nhiều khi mình quen thì mình nói quy y, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì cứ nói chữ quy y nghĩa là mình nương tựa thôi, nhưng thật ra cái chữ quy y đúng ra là chỉ quay về nương tựa. Cái khái niệm quay về nương tựa đó, không có trong Tam Tạng Pali. Mà trong Tam Tạng Pali là con đi đến chứ không phải là quay về. Con đến nương tựa Phật, con đến nương tựa Pháp, con đến nương tựa Tăng. Thật ra chúng ta có ba câu là Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Và thường thường như chúng tôi có nói là trong cái văn học phản ngữ cũng như trong văn hóa Ấn Độ đó, và trong văn hóa Phật giáo nữa, người ta đang nói á, nói và nói cho chín chắn thì nói ba lần, nói một lần chưa chín chắn. Do đó thường là những câu quan trọng chúng ta nói là Đú Trị Giam Bí là lần thứ nhì, Tá Trị Giam Bí là lần thứ ba. Đú Trị Giam Bí, Tá Trị Giam Bí, thí dụ như là lần thứ hai con đến nương tựa Phật, lần thứ hai con đến nương tựa Pháp, lần thứ hai con đến nương tựa Tăng. Thì thứ vị chúng ta hãy lặp lại câu trên với cái câu là Đú Trị Giam Bí. Dạ, Đú Trị Giam Bí, Đú Trị Giam Bí, Bú Thăng Saranang Gacchami, Đú Trị Giam Bí Dhammang Saranang Gacchami, Đú Trị Giam Bí Sanghang Saranang Gacchami. Rồi lần thứ ba con đến nương tựa Phật, lần thứ ba con đến nương tựa Pháp, lần thứ ba con đến nương tựa Tăng. Tá Trị Giam Bí Bú Thăng Saranang Gacchami, Tá Trị Giam Bí Dhammang Saranang Gacchami, Tá Trị Giam Bí Sanghang Saranang Gacchami. Câu này đó là một câu mà chính thức khẳng định rằng mình là con của Đức Phật, mình nương tựa ở Đức Phật, Đức Phật là nương tựa. Ở trong đời sống hàng ngày, Đức Phật là kim chỉ nam, Ngài là ngọn đèn soi cho mình từng bước chân. Và ở trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, một khi mà mình hoàn toàn bất lực, thì mình vẫn nhớ rằng mình có Phật là nơi nương tựa, Pháp là nơi nương tựa, Tăng là nơi nương tựa. Ở trong đời sống hàng ngày của mình thì mình hiểu rằng Phật là nơi nương nhờ tối thượng, Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, Tăng là nơi nương nhờ tối thượng. Không có một cái gì khác quan trọng hơn, xứng đáng hơn để mình nương nhờ. Thành ra cái câu đó là câu Bú Tăng Sa Đăng Nga Cha Mí, Tham Măng Sa Đăng Nga Cha Mí, Sang Khăn Sa Đăng Nga Cha Mí. Thì không biết là Sư Nguyên Thông có thể giúp cho quý Phật tử đọc ba lần câu tam quy này. Đọc ba câu tam quy này. Chúng tôi thật ra như chúng tôi nói chữ quy là chữ rất là miễn cưỡng, nhưng mà ba câu nương tựa, con nguyện nương tựa Phật, con nguyện nương tựa Pháp, con nguyện nương tựa Tăng đó, Sư Nguyên Thông quan hệ đọc cho ba lần. Và sau đó thì cũng xin thỉnh Sư Tòa Thế Quyền hướng dẫn và nói vài lời sách tấn quý Phật tử. Xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ đọc lễ bái Tam Bảo ba lần. Lần thứ nhất, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Duti Yambi Buddhang Saranang Gacchami, Duti Yambi Dhammang Saranang Gacchami, Duti Yambi Sanghang Saranang Gacchami,
Tati yam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Kính thưa sư phụ, kính thưa thượng tọa tự quyền, con đã đọc xong 3 lần kinh lễ bái Tam Bảo. Bây giờ con xin được trao mai lại cho thượng tọa tể quyền. Kính thưa thượng tọa tể quyền cầm mic, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ, xin hỏi thượng tọa tể quyền. Dạ, thượng tọa tể quyền nghe được. Xin thượng tọa tể quyền hoan hỷ tụng bài này 3 lần theo giọng tụng, và sau đó thì thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời về sự quan trọng của người Phật tử khi mà đọc lên 3 câu này. Tại vì có nhiều người nghĩ rằng câu này chỉ là 3 câu kinh thôi, nhưng mà thực sự câu 3 câu này nó quan trọng như thế nào trong đời sống của chúng ta là người con Phật. Xin kính thỉnh thượng tọa tể quyền. Nam mô Bụt Thầy, và Nam mô Tham Ma, và Nam mô Sang Khai, và đại chúng nghe rõ, và cảm ơn vị. Chúng con tại kinh lễ đến sự tinh đức tăng, chúng tôi kính chào tất tử với tương lai cùng chư Phật tử. Dạ, Bụt Thầy Saranang Gacchami, Tham Ma Saranang Gacchami, Sang Khai Saranang Gacchami, Đu Ti Dâm Bi Bụt Thầy Saranang Gacchami, Đu Ti Dâm Bi Tham Ma Saranang Gacchami. Đu ti yam bi sang khang saranang gacchami. Ta ti yam bi buddhang saranang gacchami. Ta ti yam bi dhammang saranang gacchami. Ta ti yam bi sang khang saranang gacchami. Kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng nếu chúng ta nói rằng con thành kính nương nhờ nơi Đức Phật, nương nhờ nơi Đức Pháp, nương nhờ nơi Đức Tăng, hay nương tựa nơi Tam Bảo, đây là có ý nghĩa rất là lớn đối với người Phật tử. Chúng ta quay về, chúng ta nương tựa nơi Phật. Nương tựa nơi Phật là chúng ta có cái sự tin tưởng tuyệt đối có một con người xuất hiện trên cuộc đời này. Con người đó đã tự mình giác ngộ lý tứ đế, và con người đó là thiên nhân, con người đó là thầy cả của chư thiên và nhân loại, con người điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Chúng ta tin tưởng một cách rõ ràng, chúng ta tin tưởng một cách vững chắc như vậy. Có một con người đã thành tựu, đã đầy đủ và đã hoàn mãn và quý báu vô cùng, bởi vì sự xuất hiện của con người đó là sự xuất hiện rất lớn, sự xuất hiện của Đại Quang Đại Minh. Sự xuất hiện của người này mang đến an lạc cho chư thiên và loài người. Từ trên tinh thần các ân đức của Phật á, chúng ta phải nhớ, khi chúng ta có một niềm tin vững chắc rõ ràng thì Đức Phật Ngài có bi đức, trí đức, tịnh đức một cách rõ ràng. Cái lòng thương tưởng chúng sinh đang lặn ngập trong sông mê bể khổ, vì vậy mà cho nên Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mới quyết chí tầm đạo, giác ngộ giải thoát để cứu tế cho muôn loài. Cái trí tuệ của Đức Phật là vô song. Cái trí tuệ Đức Phật trong tam giới này không có gì mà gây khó trở ngại cho Đức Phật, bởi vì Ngài là bậc Sapanyu toàn tri toàn giác. Dạ, Đức Phật là một bậc thành tựu giác ngộ, mọi phiền não đã được lắng yên, không còn một chút dư sót nào cả, và không còn tử sinh trong cuộc đời nữa. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nương nhờ nơi Đức Phật như vậy, và nương nhờ đến Đức Pháp có công năng chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Những ai thực hành thì pháp bảo thì người ấy sẽ được cái gì? Được sự an lạc trong sự hiện tại, đời này và đời sau. Pháp này Epasco
đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà thực hành, đến để đi trên con đường đó mà giác ngộ. Và cũng vậy, nương tựa nơi tăng, mà chúng ta thường nghe cái câu mà chúng tôi rất là thích là tứ sông mát bối, bốn đôi tám vị, đã đắc thánh hoặc còn phàm, các ngài đã thành tựu phạm hạnh, hoặc là đang đi trên con đường để thành tựu, và các ngài tức là thánh hoặc là phàm, các ngài là xứng đáng, các ngài là thanh tịnh, xứng đáng cho lời người, cho trời người lễ bái cúng dường, được là chính là xứng đáng. Thì cơn đức đó, cơn đức của Phật, đức của Pháp, đức của Tăng đó, sự gì nó gọi là Sarana, hay hoặc là tí Sarana, tức là nó quý, quý cao như vậy đó. Chúng ta nhờ nương tựa nơi Tam Bảo này mà gì đó chúng ta có niềm tin, có niềm tin đó chúng ta mới làm các thiện sự, và nhờ chư Tăng còn đó cho nên chúng ta mới tạo được những thiện sự và chúng ta đi theo con đường của các ngài. Và kính thưa quý vị, chúng ta nên an trú một cái niềm tin ở trong trong Tam Quy. Chúng tôi nhớ lúc mà hồi xưa ngài Hòa Thượng Tịnh Sự gặp bất cứ việc gì, ngài dạy mọi người đệ tử an trú trong trong Tam Quy. Gặp cái chuyện gì là chúng ta nhớ, chúng ta đọc Bút Thăng Tham Măng San Khăn Xá Rá Năng, con nương tựa nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng. Đây cũng là một điều mà chúng ta nhớ quý vị, khi mà quý vị đi đường hay quý vị gặp những cái hình ảnh hoặc gặp những tâm tư gì quý vị bấn loạn, chúng ta đọc Tam Quy, niệm Tam Quy lên để chúng ta trú nương tựa ở trong niềm tin chúng ta đặt vào trong Tam Bảo. Thì chính cái đó mới gọi là cái sự tựa nương, nó có một sự che chở, nó có một sự ấm áp vô cùng. Và chúng tôi nhớ lúc chúng tôi với một với chư Tăng, mà lúc đó đó quý vị có biết là lúc đó họ bị phi nhân, họ nhập, nó nhập, và đầu tiên nó nói đủ thứ đủ chuyện. Thì hồi cái tôi mới nói thôi bây giờ đừng suy nghĩ gì, họ có tin Phật không? Dạ con tin Phật, con tin Pháp không? Dạ con tin Pháp. Con biết mà, hồi xưa mình gọi là quy y, mà con chưa có quy y. Thì thôi bây giờ quy y nha. Thì nói dạ. Thì lúc chúng tôi và Đức Phật Nghiêm hai người, một người truyền quy, một người truyền giới cho cái phong linh này. Và kính thưa quý vị, sau khi truyền quy xong đó, mình là người đệ tử Phật rồi, thì mình không nên nhập hay không nên phá người ta như vậy. Quý vị cắt tay, dạ con hiểu, đi ra đi. Cái sự tuyệt vời lắm quý vị. Và khi chúng ta nương nhờ nơi Tam Bảo, và khi có quý y, lúc đó đó, quý vị biết, ở bên Nam Truyền, được một chỗ rất là tuyệt vời, chỗ tức là, khi mà quý y á, là cái thầy mà dẫn dắt quý y sẽ đọc cho một câu cho chúng ta. Bút thăng, xá ra năng, ghế cha mi, ghế cha mi. Tức là chúng ta quý y được bằng tiếng Phạn. Đây là một điều đặc biệt. Chứ không phải là chúng con nguyện xin quý y Phật, con nguyện xin quý y Pháp, con nguyện xin quý y Tăng lần thứ hai, nguyện quý y Phật Pháp Tăng Tam Bảo lần thứ ba, nguyện quý y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chúng ta đọc suốt chiều qua cổ đây, đọc từng câu, nhấn từng câu đi vào lòng người. Chúng ta nhớ nha. Thì kính thưa quý vị, chúng ta đi bất cứ nơi đâu, ở nơi nào mà tâm của chúng ta nó không an, thì chúng ta biết an trú vào niềm tin Tam Bảo. Nếu như những người mà tâm không có vững tu, thì chúng ta nên nương tựa vào Tam Bảo. Và giờ phút cuối cùng cũng vậy. Khi mà chúng ta nhớ, chúng ta cuối cùng, mà khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta ngộp thở, khi chúng ta cảm thấy không có thể sống được nữa đó, thì chúng ta nhớ, chúng ta nương tựa vào Tam Bảo. Thì kính thưa quý vị, lúc đó là thiện tâm nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái giờ phút cận tử. Mà khi chúng ta nhớ tưởng đến Tam Bảo, thì kính thưa quý vị, nó có một quy lực rất là lớn,
một sự che chở rất là mạnh. Chúng tôi đang nói, chúng tôi rỡ con gái luôn. Hạnh phúc thai, tốt đẹp thai cho những người khi mà giờ phút cận tử, vượt qua cái đau, vượt qua cái sợ hãi, nương tựa vào Tam Bảo. Thì còn gì nữa? Thì lúc đó, đó không phải là Phật rước, Phật đưa gì cả, không có chuyện đó. Mà lúc đó là những cái thiện tâm của chúng ta. Và lúc đó tất cả nhờ cái sự vững mạnh, cái niềm tin này mà các thiện sự nó có thể đồng sanh được, nó có thể gợi tạo được. Chúng ta có thể nhớ tạo lại được những cái gì bất cảnh là quá khứ mà chúng ta làm các thiện sự, nó đều đặc biệt lắm quý vị. Lúc đó sự thật, lúc đó khi mà chúng ta đọc lên cái đó, đó không có ma quỷ mà nó quậy phá chúng ta được nữa. Cho nên cái câu mà Bút Tăng Tham Mang Sanh Khăn Xá Ra Năng Cái Cha Mí, đây là một cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không phải đơn giản như vậy, mà nó có nhiều cái quy lực thật sự là to lớn. Quý vị được đọc, chúng ta chỉ đọc kinh nó hoài, ma nó nghe nó chịu cũng nổi nữa. Cái đó chúng tôi nói thành thật, như là chịu cũng nổi, chứ đừng để gì mà đọc những cái bài kinh. Và chúng ta nhớ trong cái bài kinh mà Atanantiya đó, chỉ xưng tán Đức Phật thôi, Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai, trong từng kiếp trái đất vân vân, thì bao nhiêu đó đó quý vị biết, nó bung hết, không cách nào mà không ra. Mà chúng ta không bao giờ, nếu mà một vị mà hiểu biết được cái cách, không bao giờ mà tụng những cái bài kinh như vậy, mà chỉ tụng kinh, tụng những cái bài kinh gọi là Metta Sutta, Từ Bi Kinh, hay là Đại Bi Kinh đó. Dạ, chỉ như thế thôi. Thì cũng vậy, khi mà nó nghe cái người mà nó, mà chúng ta đọc dùng nhuyễn rồi, chúng ta tức là cái tam quy này nó nằm trong lòng chúng ta, nó như là máu với thịt chúng ta rồi đó. Chúng ta đọc ra một cái, không có con ma nào, không có Atula nào mà không sợ. Bởi vì Atula mà nó đến với chúng ta đó, thì nó cũng tầm thấp, là nó yếu lắm, chứ nó không có gì, không phải mạnh mẽ đâu, như là cao cấp đâu. Mà phải có, chúng ta phải có một cái nội công tu hành gì ghê gớm. Đây tôi nói, chúng tôi cũng khuyến tu với quý vị đó. Chúng ta nhớ nguyện bốn cái ngôi báo này, bốn cái ân đức này, ba cái ân đức này sẽ đi suốt theo con trong vòng luân hồi. Chúng ta đọc làm sao mà chúng ta nằm ngủ chúng ta cũng nhớ nữa đó. Chúng ta đừng quên, cứ đọc đọc nhẩm 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 đừng quên. Nó lại như là một sự suy niệm pháp như vậy đó. Và chúng ta đó là sự tụng đọc, sự tụng đọc mà chúng ta hiểu rõ từ cái chữ Bút Thanh, từ cái chữ Xá Ra Năng, từ cái chữ cái Cha Mí à, đó thì nó đi vào chúng ta. Thì kính thưa quý vị, bất cứ hình thái nào trong cuộc đời này thì chúng ta không bao giờ nguyện, không bao giờ bỏ Phật, không bao giờ xa rời Tam Bảo được. Mà chúng ta nguyện là một chuyện, nhưng cái chuyện thứ hai là những gì mà chúng ta không làm sai, mà chúng ta đi theo đúng như thế thì tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Cho nên vì vậy phải nói rằng, nếu nói trên tinh thần gọi là cái tam quy này đó, thấy như vậy đó, quý vị nghĩ đơn giản như vậy đó, là nó rất là đặc biệt. Và một người có niềm tin mà thật sự hướng tâm quy ngưỡng về Tam Bảo, thì trong chú giải chúng tôi nhớ như là nói rằng người đó như là 100 kiếp, 100.000 kiếp gì đó, là chắc chắn người ấy sẽ thành tựu được thánh đạo giải thoát. Bởi vì nhờ có một niềm tin này, nhờ có niềm tin nên quy y Tam Bảo, và quy y Tam Bảo đó nó dung dưỡng niềm tin được mạnh, cho nên làm các thiện sự. Làm các thiện sự đó tức là năng bậc cầu 35 bậc độ để chúng ta giải thoát. Quý vị nhớ rõ nha, chứ không phải là chỉ quy y xong đó là chắc chắn rằng quý vị sẽ thành Phật, cũng phải vậy. Mà chính cái niềm tin đó, chính cái quy y này, rồi chúng ta mới phụng sự Tam Bảo. Chính cái quy y này thì chúng ta mới gần kề, mới đồng vui cộng khổ với Tam Bảo. Tức là lúc nào Tam Bảo cũng hiện hữu bên mình. Cái Tam Bảo nó nằm ở trong lòng mình, Phật Pháp Tăng nằm ở trong lòng mình. Thì dầu cho
có trời rung đất chuyển, chúng ta cũng không hề thay đổi. Và chính vì vậy như thế, trong đời sau, chúng ta sinh ra, thì dù bất cứ nếu chúng ta trở lại làm người, thì chúng ta không có sinh vào những cái dòng họ hay là những cái nơi ác kiến, dẫu cho cái nơi ác kiến, ác đạo, nhưng chúng ta cũng sẽ được cái sự trợ tạo, được cái nhân thiện quá khứ đó, cái nhân lành quá khứ đó mà chúng ta đã tạo đó, thì nó sẽ thúc đẩy và nó sẽ làm cho chúng ta đi về cái con đường chánh thôi. Đó là sự thật. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ con quy y rồi, cái được đặt pháp danh rồi là nó đã tròn quy rồi, không phải là như thế. Mà chính là thật ra là một cái tấm lòng, một cái chân tình, một cái tấm lòng quyết chí, quyết tâm mà không hề lãi chuyển. Như thế thì chúng ta mới có một cái giá trị tốt đẹp ở trong tinh thần Phật Pháp. Chúng ta hãy nhớ có nguyện xin cúng dường tinh thần và thể xác này cho Tam Bảo. Thì dầu cho là cái người xuất gia hay là tại gia cũng vậy, dầu mạng sống này, hơi thở này có mất đi, con cũng không hề bao giờ thay đổi cái niềm tin của mình, không bao giờ theo tà đạo, không bao giờ theo ngoại giáo, chỉ lấy Đức Phật làm thầy, lấy Đức Phật làm người chỉ đường, lấy giáo pháp là con đường dẫn dắt cho mình đi. Pháp ở đây tức là pháp chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, đó là như thế đó. Và nương tựa nơi chúng tâm, các ngài đã đang là những người đã thành tựu đạo quả giải thoát, và là người mô phạm, và là người xứng đáng để lễ bái, để cúng dường. Thì kính thưa bao nhiêu đó, chúng ta vững tâm như vậy, thì dù có cái chuyện gì có, nhưng cái giá trị của tăng, tăng bảo nó vẫn là muôn đời, vẫn là sáng mãi trong tâm ta. Chúng ta có một quyết chí như vậy, và chúng ta nguyện dầu cho thân tâm này, dầu cho thân này có trở ngại, thân này có đau đớn, thân này có mất mát đi, nhưng nguyện một lòng vì Phật Pháp. Quý vị làm sao đó, khi mà có thể chúng ta làm những cái việc thiện, việc phước, như chúng tôi ví dụ đi, cầm một cái dao lam lên để trên tay mà nói rằng cúng dường Phật, chúng ta đặt một cái đây chúng ta cúng dường. Phải cúng dường máu kia Đức Phật là cái gì? Như này có những lúc mà thí dụ như hồi xưa người ta đổ chuông á, người ta nói cúng dường tới có máu vô thì âm thanh nó thanh, ví dụ chẳng hạn. Chúng tôi nói một cái ví dụ chẳng hạn như vậy thôi, mà tâm chúng ta đại hùng đại lực kìa. Chứ còn tự nhiên sao tôi sợ, vân vân. Chúng ta nói như vậy không phải là một sự khủng bố, nói như vậy không phải là một mình làm cái việc gì thì nó cũng phải có cái trí tuệ, nó phải hợp lý. Nhưng coi như là cúng dường cái gì, cái thân xác này cho Tam Bảo, cái đó có phước lắm nha quý vị, nhớ nha. Đề Bà Đạt Đa cuối cùng khi mà đất rút á, nguyện con xin cúng dường cái đầu này cho Tam Bảo, cho Phật. Đó. Đất rút Đề Bà Đạt Đa cuối cùng Đề Bà Đạt Đa hối hận và cũng còn tạo những cái thiện pháp đó, bởi vì tâm tư lúc đó cũng là quay về rồi. Mà chính Đức Phật nói sau khi Đề Bà Đạt Đa trả cái quả ác, ác nghiệp đã tạo xong, về sau tương lai Đề Bà Đạt Đa là một vị Phật độc giác tên là Atthisarakya. Cho nên quý vị biết là chính Đức Phật ngài đã nói như vậy mà, chứ không phải là vì chúng ta, còn như tất cả chúng ta thì nếu như chúng ta hiểu biết được tinh thần của Phật Pháp thì chúng ta tạo các cái thiện sự, nguyện đời đời, nguyện coi như là chúng ta cúng dường tinh thần thể xác này cho Tam Bảo, tức là sự thịnh vượng, sự hưng thịnh của Phật Pháp là một niềm vui đối với mình. Mà Phật Pháp nó không còn được quảng bá, không còn được cái sự vững mạnh ở trong đời này, thì điều đó làm cho chúng ta cũng một phần chúng ta không có ưng ý, vừa lòng. Thì có như là chúng ta lấy cái Tam Bảo này như là mạng sống của mình. Hơi thở này là hơi thở của Phật, hơi thở này là hơi thở
của giáo pháp hơi thở này hơi thở của tăng chúng. Chúng tôi nói như vậy, chúng tôi cũng nói một cách tổng quát, nó hơi dài, nhưng để quý vị biết là mình phải hòa nhập tâm hồn thể xác này, hiến về cho đạo, hiến về cho Phật, hiến về cho Tam Bảo bằng một hùng tâm dũng khí như vậy. Chứ không phải nó cái miệng đến khi gặp cái chuyện cái không thấy gì hết trơn. Thì kính thưa quý vị, đối với người Phật tử như vậy thì người Phật tử chỉ là một hình thức chứ không có một ý nghĩa đúng tính chất của nó. Phải nói rằng người Phật tử chúng ta chưa đắc thánh đạo thánh quả thì chưa xứng đáng là một người đúng nghĩa là con Phật. Nhưng chúng ta dù hèn thể dù bể thì chúng ta cũng phải cố gắng như thế nào đó để có chút gì để nhớ để thương, để có một nhân lành gì đó để chúng ta tạo cái chủng tử tái tục ở trong tương lai. Và đó là như thế. Chỉ còn nếu như quý vị biết kêu làm phước thì cũng làm phước, rồi kêu tu kêu đọc kêu nghe, mà chúng ta làm bằng một cái tâm, tức là nó không có cái khá thiết tha ná, không có cái quyết tâm, không có cái bay nha, không có trí tuệ, và không có một cái nét kham má, tức không có xả đi, thì sẽ khó thành tựu được cái gì, kính thưa quý vị, được cái ba la mật. Thật sự như vậy đó. Và ở trong cuộc đời này, hôm nay chúng ta còn đọc được ba nương tựa ba cái điểm này, liệu đời sau chúng ta còn nương tựa được hay không là do chính chúng ta. Cái cách, cái tâm và cái tình của chúng ta đối với cái chữ sarana, tí sarana này, bút thăng sarana, tham măng sarana, khăng sarana, nó như thế nào? Chúng ta thờ ơ hay chúng ta đọc cho có đọc, hay chúng ta đọc bằng tâm và tình, hay là cái tâm và cái thật sự là hiến tâm ở trong đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mang theo. Và đó cũng là chính là hành trang, bởi đó cũng chính là chúng ta được đóng một cái giấy, chúng ta được cái tạm gọi như cái giấy thông hành, chúng tôi tạm thời gọi về nhưng giấy thông hành xuyên suốt trong cái độ luân hồi của chúng ta. Còn mình niềm tin của chúng ta nó quá là thờ ơ, nó quá là nhẹ nhàng thì rất là uổng tiếc. Thì xin kính bạch thượng tọa cô chính thơ cùng đại chúng thì xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng quý ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thúc cái chân thượng tọa cho quý thưa vị, nếu mà chúng ta đọc những quyển sách về tường thuật của các vị cao tăng, trong đó có ngài Mahasi, ngài chân Mahapua, ngài chân Cha, thậm chí ngài Sumitho và vân vân, chúng ta thấy rằng những vị cao tăng đều chia sẻ những cái kinh nghiệm mà trong những cái giai đoạn cuộc sống lúc gặp những khó khăn, trong những gian lao thì các vị đó đều tự nhắc mình là mình có Phật là nơi nương tựa, pháp là nơi nương tựa, tăng là nơi nương tựa. Sự nương tựa như vậy rất là có một ý nghĩa lớn ở trong cuộc sống này. Và hôm nay cũng nhắc lại là chúng ta học về cái phần phản ngữ mà chúng ta dạy về danh từ, đừng dùng là túc từ. Thì ở đây bút thân sarana, tham măng sarana, sang sang sarana, cả ba đều là những mệnh đề túc từ, mệnh đề của đối cách. Và hy vọng rằng mỗi một ngày học phản ngữ, chứ là học thêm một bài kinh mới, bài kinh ngắn thôi, nhưng mà cái lời lạc, nếu quý vị nào chưa học phản ngữ thì chịu khó học kỹ ba câu này: bút thân sa lăng ga cha mi, đa măng sa lăng ga cha mi,
sang khăn sa lăng cha mi du ti yam bi bút thằng sa lăng cha mi du ti yam bi đam mang sa lăng cha mi du ti yam bi sang khăn sa lăng cha mi ta ti yam bi bút thằng sa lăng cha mi ta ti yam bi đam mang sa lăng cha mi ta ti yam bi sang khăn sa lăng cha mi. Chúng ta đọc để chúng ta xác định rằng mình là con Phật. Chúng ta đọc hàng ngày để tự nhắc là mình có nơi nương tựa Đức Phật. Chúng ta đọc ở trong những giây phút nguy hiểm, ở trong những phút kề cận cái chết, để nhớ rằng chúng ta có thể mất tất cả trong đời này, nhưng mà chúng ta vẫn có nơi nương tựa, đó là Phật, Pháp và Tăng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiền chư tăng đã vào Trung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ thành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng con lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt sức ngôn đạo cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sang ca lu ba ve na so ti lon lu ye lon ta rang thiện công đức đã làm kiến kiến lành giải thoát để từ và chúng.
Dạ. Thank you.